Sáng nay mùng 8 tháng 5, huyện Cẩm Giàng tổ chức lễ hội truyền thống đền bia và dâng hương tưởng niệm đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh. Tới dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích và đại diện lãnh đạo Bộ Y tế. Thiền sư Tuệ Tĩnh để lại nhiều di sản quý, hàng nghìn phương thuốc, vị thuốc chữa bệnh có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn cho nền y dược dân tộc. Ông đã tổng kết thành những phương pháp chữa bệnh gồm 10 khoa, 2 môn, hơn 3.800 phương thuốc, 580 vị thuốc chữa 184 bệnh. Những kiến thức này đã và đang được phát huy. Tại huyện Cẩm Giàng hiện có 3 nơi thờ phụng đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh là đền xưa ở xã Cẩm Vũ, chùa Giám ở xã Định Sơn và đền bia ở xã Cẩm Văn. Năm 2017, đền bia cùng với đền xưa và chùa Giám được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội truyền thống đền bia hàng năm cùng với phần lễ phần hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc và có các hoạt động giao lưu, triển lãm thư pháp, bắt mạch kê đơn, tư vấn sức khỏe cho nhân dân. Tại lễ hội năm nay, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng tổ chức khai mạc tuần lễ xúc tiến thương mại trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề và sản phẩm ô cốp tỉnh Hải Dương.